Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thế Sơn Toyota. Các bạn thân mến, hộp số sàn có kết cấu từ hàng trăm chi tiết bao gồm các bánh răng, bộ đồng tốc hay là nhông cài, vân vân. Tuy nhiên tất cả những gì mà chúng ta có thể thấy và cảm nhận được hộp số sàn đó chỉ là một cái cần số trong khoang lái mà thôi. Vậy thì đối với những phần nằm dưới sàn xe, phải thao tác như thế nào để nó hoạt động luôn trơn tru thì chắc hẳn đây là một vấn đề không đơn giản. Và đó cũng chính là chủ đề mà Thế Sơn Toyota ngày hôm nay muốn chia sẻ với các bạn. Mong rằng là những thông tin này sẽ mang đến cho các bạn những thông tin thật là thiết thực và cụ thể, đặc biệt là hữu ích cho những cung đường của chúng ta. Và sau đây là 5 điều mà chúng tôi mong rằng các bạn sẽ lưu ý tránh làm khi điều khiển xe số sàn. 1. Đừng tay máy tay khi bạn chưa cần sang số. Cơ cấu hoạt động của số sàn là đạp côn, vào số, nhả côn và tăng ga. Xe sẽ từ từ di chuyển. Đôi khi một số tài xế hay đặt một tay trên vô lăng, một tay lên cần số để tiện việc chuyển số khi cần. Hoặc là việc để một tay lên cần số chỉ là thói quen ở những khi di chuyển trên đường cao tốc quá nhàn rỗi. Tuy nhiên hành động để tay liên tục lên cần số này chính là nguyên nhân gây ảnh hưởng trực tiếp đến hộp số. Khi bạn thao tác gài số, cần số được nối trực tiếp vào càng gắp số, có hình dạng như một ngã ba. Càng gắp số này kết nối trực tiếp với bộ đồng tốc và nó sẽ lùa bộ đồng tốc ăn khớp với bánh răng số, giúp xe vào được số. Khi xe di chuyển, các bộ phận này sẽ bị rung lắc. Mặc dù độ rung lắc rất nhỏ, bạn chỉ có thể cảm nhận được khi đặt tay lên cần số. Tuy nhiên khi người lái đặt tay lên cần số liên tục sẽ khiến cho càng gấp số tiếp xúc với bộ đồng tốc đang xoay với tốc độ rất cao, dẫn đến cả hai chi tiết sẽ nhanh chóng bị mòn và hư hỏng. 2. Không gác chân lên bàn đạp côn. Nhiệm vụ của bàn đạp côn là ngắt ly hợp, tách hộp số khỏi động cơ để xe có thể chuyển số. Khi gác chân lên bàn đạp côn, không ít thì nhiều bạn cũng sẽ tác dụng lực, nhất là với những xe có bàn đạp côn rất nhẹ. Điều này sẽ làm bộ ly hợp không ăn khớp hoàn toàn với động cơ và gây ra tình trạng trượt ly hợp. Hậu quả dẫn đến hộp số sẽ không truyền tải đủ 100% công suất từ động cơ, gây tiêu hao nhiên liệu và bộ ly hợp sẽ nhanh chóng bị ăn mòn. Điều đáng nói là bộ ly hợp chính là bộ phận có trách nhiệm kết nối động cơ với hộp số để truyền lực đến các bánh răng dẫn động. Hơn nữa, bộ ly hợp cũng có khả năng cắt đường truyền lực khi cần thiết. Chính vì vậy, nếu người lái liên tục tì lên chân côn, bộ phận này sẽ hoạt động nửa vời và nhanh chóng bị bào mòn. Khi bố ly hợp sắp hỏng, xe sẽ mất bộ bốc và ì hơn bình thường. 3. Đừng để số khi dừng đèn đỏ. Về số mo sẽ có lợi nhất cho xe khi phải dừng đèn đỏ hoặc là lúc kẹt xe. Bởi lẽ dù ổ bi kết nối trực tiếp với bố ly hợp có tuổi thọ khá dài, tuy nhiên không phải là nó sẽ hoàn toàn bền bỉ khi người lái sử dụng xe sai cách. Về mo sẽ tách ly hợp khỏi hộp số, giúp vòng bi không tiếp xúc với các lò xo trên bố ly hợp. Điều này làm tăng tuổi thọ cho hệ chuyển động của xe. 4. Không dùng côn để giữ xe trên dốc. Khi dừng trên dốc, rất nhiều tài xế quen cách nhả côn tới điểm giữ cho xe đứng yên và ngay cả khi đi học bằng lái, vẫn có nhiều bạn được dạy sử dụng cách này để cho bài qua cầu. Tuy nhiên, đây là cách hại hộp số mọi phần khi các chi tiết như bố ly hợp, bánh răng dẫn động, ổ bi sẽ bị chịu lực ma sát rất lớn để giữ cả khối lượng xe gần 2 tấn đứng yên trên dốc, trong khi Thắng ở 4 bánh có thể đảm nhận trách nhiệm này một cách nhẹ nhàng. Thực tế, tính năng này chỉ cho phép giữ xe đứng yên trong khoảng 1 đến 2 giây để người lái có thời gian chuyển từ bàn đạp thắng sang bàn đạp ga. Hãy sử dụng thắng tay khi đậu xe lâu hơn 5 giây. Nếu sợ xe bị trượt dốc khi di chuyển, bạn hãy thả bớt chân côn, dậm thêm ga và từ từ nhả thắng tay để xe bò lên dốc. 5. Đừng ép số để tăng tốc. Số cao trên cần số có vai trò giúp xe đi nhanh nhưng vẫn giữ vòng tua máy thấp, giúp tiết kiệm nhiên liệu và các chi tiết máy được hoạt động với áp lực thấp nhất. Khi muốn tăng tốc, các bác tài thường về một số, tăng ga, sau đó mới lên lại số cũ. Điều này giúp xe tăng tốc rất nhanh nhưng cũng hại hộp số hơn so với cách nhấn thêm ga để tăng tốc. Ngoài ra, chỉ sang số khi xe đạt đủ vận tốc, hạn chế thói quen sang số khi vòng tua máy chạm đến vạch đỏ. Bắt hộp số phải làm việc dưới sức ép lớn lâu ngày, tuổi thọ của nó chắc chắn sẽ bị giảm và việc bạn phải móc khẩu bao cho chi phí sửa chữa là điều tất nhiên. Và vừa rồi là 5 điều mà Thế Sơn Toyota muốn lưu ý với những ai đang sở hữu một chiếc xe số sàn. Và mong rằng là những thông tin này sẽ hiệu quả và đem đến cho các bạn những thông tin thiết thực, đặc biệt là an toàn cho các bạn trên những cung đường của mình. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên like, share, subscribe và đừng quên bật chuông thông báo cho kênh để ủng hộ cho Thế Sơn Toyota ra thêm nhiều video hấp dẫn hơn trong thời gian tới các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều và xin chào tạm biệt. 10 lý do nên chọn và mua xe tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. 1. Chúng tôi là một trong những đại lý lớn nhất Việt Nam, tiềm lực tài chính mạnh với 100% vốn nước ngoài của tập đoàn Toyota Hiroshima Nhật Bản nên luôn có nhiều xe giao trong ngày. 2. Quanh năm luôn có khuyến mại giảm giá tốt thị trường. 3. Tặng nhiều phụ kiện cao cấp cho xe. 4. Toyota Hiroshima là đại lý có trang thiết bị hiện đại và tối tân từ Nhật, giúp khách hàng bảo trì bảo dưỡng và làm bảo hiểm xe nhanh chóng gọn nhẹ. 5. Hỗ trợ thủ tục ngân hàng lãi suất cực ưu đãi, thủ tục đơn giản và đảm bảo 100% được vay, kể cả khách hàng không chứng minh được thu nhập. 6. Hỗ trợ đăng ký và giao xe tận nơi. 7. Hỗ trợ khách hàng thủ tục kinh doanh Grab, Uber và taxi. 8. Chúng tôi luôn có các xe demo cho khách hàng lái thử trải nghiệm trước khi mua xe. 9. Dịch vụ chăm sóc khách hàng được đánh giá tốt nhất Việt Nam, nhân viên chuyên nghiệp và tận tâm, luôn được các chuyên gia Nhật Bản đào tạo. 10. Dịch vụ bảo dưỡng bảo hành số 1 tại thành phố Hồ Chí Minh với các chuyên gia và kỹ thuật viên người Nhật trực tiếp quản lý chiếc xe của bạn.